Có lần ông kiến nghị với đại đế Đông Nhạc. Ông nói rằng nghe nói trong địa ngục hình phạt ôn cục đồng cháy rất tàn khốc, nghĩa là dùng trụ sắt đốt đỏ trụ sắt để người chịu tội ôm lấy trụ sắt này. Một hình phạt như thế, ông nói hình phạt này không có nhân đạo, có thể phế bỏ nó không? Đại đế Đông Nhạc nghe xong liền nói, ông đến đó xem thử. Liền phái hai tiểu quỷ đưa ông đến hiện trường xem. Đi khá lâu cũng đến. Tiểu quỷ nói với ông đã đến nơi. Họ nói nó ngay trước mặt, nhưng ông không thấy gì. Lúc này ông mới bừng tỉnh ngộ. Ông cũng là Phật giáo đồ, là đệ tử Phật môn. Ông lập tức nghĩ đến, đây chính là nghiệp lực của người chịu tội biến hiện ra, không liên quan đến vua Diêm La, không phải do vua Diêm La thiết kế, không phải thần thiết kế, cũng không phải Bồ Tát, đều không liên quan, là do nghiệp lực chính mình tạo ra, tự làm tự chịu. Không có nghiệp lực này, muốn nhìn cũng không thấy được. Mới biết được điều này gọi là không thể cứu. Quý vị xem, lão cư sĩ Trương Thái Viên có tâm từ bi, hy vọng là phế bỏ những hình phạt này, nhưng vừa thấy đã hiểu, hình phạt này không bỏ được, trừ khi trong tâm mình quay đầu là bờ, thật sự sám hối, sửa đổi bản thân, thì cảnh giới này sẽ không còn nữa. Nhưng người ta khi đang chịu tội quá khổ, quên mất chuyện sám hối. Vấn đề là ở đây. Cho nên người có thiện căn sâu dày, trong địa ngục cũng có Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng thường ở trong địa ngục, nhắc nhở hạng người nào? Đối với những người muốn giác ngộ mà chưa giác ngộ, hạng người này vừa được nhắc nhở, họ lập tức sám hối, liền ra khỏi địa ngục. Nếu không phải thời khắc then chốt đó, quý vị nhắc nhở họ cũng vô ích, họ không nghe thấy, bởi vì họ quá khổ. Mọi chú ý của họ đều tập trung vào nỗi khổ của mình, chịu khổ chịu nạn, không chú ý đến bên cạnh có người nhắc nhở mình. Đây chính là nói chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh đều có nhân duyên, cơ duyên nhất định. Họ sắp ngộ mà chưa ngộ, lúc đó là một cơ hội. Bồ Tát có thể nắm bắt cơ hội này. Cho nên chúng sanh trong địa ngục có niệm Phật vãng sanh tịnh độ không? Có. Phật Bồ Tát vừa nhắc nhở, họ lập tức sám hối, sửa đổi bản thân, họ liền ra khỏi địa ngục, địa ngục biến mất. Nếu nhất niệm này họ niệm Phật, vì sao họ niệm Phật? Vì trong đời quá khứ từng là người niệm Phật. Trong A Lại Gia Đức có chủng tử, Phật Bồ Tát vừa nhắc đến, họ liền lập tức niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ niệm cầu A Di Đà Phật này, một niệm, mười niệm, nhất định vãng sanh. Đây là thật, không phải giả. Chúng sanh trong địa ngục còn có thể vãng sanh thế giới cực lạc, huống gì cõi người. Thèn chốt là có thể quay đầu hay không, có thể đoạn ác tu thiện hay không, có thể đoan chánh tâm niệm mình hay không, thật sự giác ngộ.